mới kênh YouTube của Ngọc và Phong nha. Bây giờ cả nhà học đi đi chơi, đi đặt khách sạn ở nhà có hai ba căn thì Dung ở, thì đi khách sạn ở. Vậy hôm nay thì Ngọc sẽ ở khách sạn Hoa Thanh Bùi nha, theo yêu cầu là năm tới là hồi năm rồi Ngọc về, mà Ngọc đã đi 7 cái khách sạn rồi nhưng mà chưa có vô khách sạn đó, thì năm nay Ngọc sẽ vô khách sạn đó. Bây giờ cả nhà Ngọc đang chuẩn bị di chuyển hành lý nè để đi ra ngoài ở, thì người ta nói là hai phòng mình 2 giờ mới nhận phòng, nhưng mà thì bây giờ cả nhà Ngọc ra sớm chút xíu là cái gì mình vô đó thì mình coi thử có đẹp như thế nào, hồ bơi được các khách người ta làm như thế nào á. Giờ mời các bạn cùng theo chân Ngọc đi nha. Đó, các bạn thấy em Ngọc chuẩn bị vali không? Đó, giờ đi ra. Đây, ba má Ngọc đang chuẩn bị nè. Gần lắm, ở gần lắm mà coi nhà trộn rộn dễ sợ không? Hôm nay ngoại bà ngoại đi. Ôi, đẹp chưa? Đồ đẹp. Mấy đứa em ở nhà nè. Nhà coi chừng nhà nha. Hay đi chơi nha. Mai hay về nha. Na ơi, Na ơi, Na ơi, Na đi không? Hay chở Na đi, Na đi không? Cởi mặt chị. Rồi, rồi thôi giờ ba mẹ Ngọc sẽ đi taxi ra ngoài, còn Ngọc với em Ngọc sẽ chạy xe ra ngoài các bạn. Đó, ba mẹ Ngọc đang chuẩn bị nè. Đó, coi kìa, ôi nó đòi kìa, em nó đòi kìa. Ôi đòi à, cục vàng đòi đi chơi kìa. Bỏ cục vàng ở nhà, đi không? Đi không? Ừ, đi ra đi, xe taxi tới rồi đó. Đi, let's go. Ôi, các bạn ơi, Ngọc đang ra Sài Gòn rồi. Các bạn thấy cái tiệm bánh Như Lan không? Hồi xưa tới giờ luôn nè, Như Lan nè. Ở đây có một cái Bitexco nè, cao quá trời cao luôn các bạn. Sài Gòn Bitexco, cao mút quá trên dởn luôn. Quá cao luôn. Bây giờ Ngọc sẽ đi cái đường này gọi là đường gì ta? Đường này đường gì vậy Út? Hồ Tuần Mậu, phường Bến Nghé, quận 1. Để Ngọc đâm qua cái đường phố Nguyễn Huệ các bạn, phố đi bộ đó, để đi đường trong, mới đâm qua khách sạn Thanh Bùi các bạn. Đó, bên đó giờ Ngọc sẽ chạy rồi nó. Sơ sơ coi các bạn ở Việt Nam, ở nước ngoài có nhớ Việt Nam không nha. Đây, phố đi bộ nằm đây nè. Ở đây giờ này người ta ngồi uống nước dễ thương quá trời nè. Wow, trà sữa. Đây phố đi bộ ở đây nè, các bạn thấy phố đi bộ không? Wow, phố đi bộ đó, người ta ra chụp hình nè. Đây khách sạn ở bên đó đó các bạn, khách sạn Thanh Bùi. Có mấy cây này để Ngọc quay cho các bạn xem. Đó, khách sạn này nè, Ngọc sẽ ở đây nè. Mẹ Ngọc tới rồi. Giờ tụi Ngọc phải đánh một cái vòng mới qua được các bạn. Ở dưới đó là sông Bạch Đằng phải không? Dạ đúng rồi. Wow, sông Bạch Đằng. Kho bạc nhà nước ở đây nha. Hẹn các bạn một bữa tối em sẽ dẫn chị đi chơi sông Bạch Đằng. Ở trên cao nhìn xuống cho đẹp. Đã quá vậy. Sông Bạch Đằng ở bên đó đó, các bạn thấy sông Bạch Đằng ở bên đó không? Bữa nào Ngọc sẽ nhờ em Ngọc chở ra đây đi vòng vòng quay sông Bạch Đằng cho các bạn xem. Cho các bạn ở Mỹ thôi chứ ở Việt Nam thì mấy bạn đã đi rồi. Bây giờ Ngọc sẽ tới đây nha. Đó, cô Út bây giờ cô Út đi đem xe đi gửi. Tại vì Ngọc phải đi một chiếc xe riêng để lỡ mình tối mình có muốn đi mua cái gì thì mua các bạn. Khách sạn nè các bạn ơi, mẹ Ngọc đang đứng đợi nè. Times Square Sài Gòn. Đây các bạn, là khách sạn của Thanh Bùi. Rất là cao nha. Không biết ở tầng mấy. Ủa ngoài. Thơm quá ha, 3 đồng. Trước kia, sao mình quay trước kia nè. Đẹp quá trời nè. Ở trong này trời nó thơm, nó có cái dầu thơm nè ha. Để cho bán cho các bạn. Ôi, trong đó đẹp các bạn. Ôi, các bạn thấy đẹp không? Quá sinh động không? Đẹp quá trời đẹp luôn. Sang quá trời sang các bạn ơi. Wow. Cái này là dưới cái sảnh đó các bạn. Tôi quay cho bạn xem cái sảnh. Đèn đẹp quá. Có ba Ngọc với mẹ Ngọc ở đây nè. Đang đợi em của Ngọc.
rồi mình sẽ đi check in vô nhà. Wow, đẹp quá ngoại ha. Ôi cái này mới đẹp là ngoại, bằng crystal ở đèn mà bằng crystal luôn á, đẹp quá trời luôn các bạn. Thấy không, vô đây mình quay đèn thôi cũng thấy đẹp nữa. Có pho là pho thích lắm nè, hả mẹ, có pho pho thích nè, quay đèn không cũng thích nữa đúng không, đẹp không. Ừ. Nè, wow, cái bông nhìn đẹp không, mới thay bông, mới thay bông có thời gian vậy hả. Ôi ôi coi nè các bạn thấy không, cầu thang đi lên cũng chắc cũng đẹp. Giờ Ngọc đi lên, lên lầu mấy? Lầu 7. Lầu 7 hả? À, bây giờ Ngọc với cả nhà đi lên chuẩn bị check in vô các bạn. Nhưng mà Ngọc nghĩ chắc là chưa có mình chưa lấy phòng được hết bé. Ngọc nghĩ chắc chưa lấy phòng được đâu. Giờ này sớm mình lên cái hồ bơi rồi mình chơi. Dạ. Lầu 7 không? Này Ngọc mới vô là giờ này còn buổi trưa nè các bạn, nên người ta còn ăn sáng nè, rất là thanh tịnh. À, mọi người đang ăn sáng ở dưới khu vực này là khu vực ăn sáng nha các bạn. Mà đẹp quá. Mẹ Ngọc vô đây rồi xong mới về nhà làm cái đá giống ở trong đây nè các bạn. Cầu thang đẹp chưa? Wow. Đây. Cả nhà đang lấy giấy ra để chuẩn bị làm giấy tờ. Wow. Giống như cung đình vậy các bạn. Đẹp quá ha. Con ghế nè, sang trọng. Ngọc quay ngoài đường cho các bạn xem nha, nhìn đẹp quá nè. Đó, đây là phố đi bộ nè các bạn, ngay tầng thứ 6 nha, phố đi bộ bên đó. Wow. Giờ này chắc khoảng 12 giờ hay 1 giờ gì đó. Rộng quá trời rộng luôn, lớn quá trời lớn. Đó, em của Ngọc đang làm giấy tờ. Chỗ này là cái sảnh để làm giấy tờ nè các bạn. Cái đèn đẹp quá. Sài Gòn. Khách sạn này là chuẩn 5 sao các bạn nha. Mẹ lấy đi, em mời nước kìa. Trong đây mấy em toàn đẹp gái không à, xinh quá trời xinh luôn. Ồ, hôm nay không có buffet tối ha em? Ủa, chị nhớ hồi đó có buffet tối mà. Ồ. Ở đây gọi món. Còn buổi sáng là buffet hay là món? Dạ, buffet. Ồ, ok. Ngọc đã có một ly nước trên tay nè. À. Em đâu mới uống được hả? Để mami nói ngon. Cái gì cũng nghe mùi ổi nhưng mà mùi... Vô một cái mami, uống nữa không? Nữa hả? Vô miếng nữa đi. Cũng thôi. Vô. Vô. Ngon á. Ông ngoại có không? Nước ngon quá. Mấy giờ mình mới được nhận phòng em? Ồ vậy hả? Đã vậy. Em con cầm cho. Đi. Dạ có. Em giới thiệu lại, em sẽ giới thiệu lại nha. Thì mình sẽ ăn sáng ở phía dưới tầng 6 bên này á chị. Ở dưới tầng 6 thì mình sẽ ăn sáng từ 6 giờ rưỡi cho tới 10 giờ rưỡi sáng. Ngoài ra là hồ bơi, gym và spa đều ở cùng một tầng cho mình tiện lợi sử dụng luôn. À, hồ bơi trong đó luôn hả? Đúng rồi, hồ bơi đó, phòng gym và spa cùng ở tầng 6 luôn. Mà hồ bơi là mình xài được tới mấy giờ em? 6 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. 6 giờ sáng tới 10 giờ tối, rồi. Phòng gym thì là mở cả ngày nhưng mà giờ mà có nhân viên ở đó trực thì tới 10 giờ tối luôn. Rồi. Dạ rồi. Ở đây thì em tụi em có hai loại thang máy. Thang máy này á thì mình sẽ dùng để đi từ tầng 1, tầng 7 thôi. Còn mình muốn lên phòng mình phải đi thang máy bên trong bên kia. Nên mỗi okay. lần mà mình muốn đi lên hay đi xuống thì cũng phải qua tầng 7 để mới đi lên được. À, cũng phải đó cũng phải qua tầng 7 đổi qua thang máy này đi xuống dưới. Rồi. À, dạ. Giống như ở đây là cái chỗ đúng chánh điện. Trung gian á, trung gian nó kiểu chạm dừng chân đó. Tại vì họ vào thang máy đó mà bấm tại vì cái phần trong đó đi được thấp nhất là tầng 3 thôi. Nha. Cái lần sau phải đi xuống á. Cứ đi ra đi vô đi ra đi yeah, vô. Wow. Thế là em như là thang máy ở trong đây thì nó có nhiều những cái phòng nhà hàng bên ngoài khách ngoài họ vào á
thì làm như vậy là để kiểm soát được là khách ngoài với khách nào, khách của khách ở khách sạn rồi. Để giữ sự riêng tư an toàn cho khách của mình. Rồi, đúng rồi. Nên là tôi muốn là mình nhớ giúp em là cứ đổi xuống tầng, cái đâu cũng vậy, cứ xuống tầng 7 giùm em, đổi thang máy là được. Cái này là mình xài có xài thẻ vô không? Đúng rồi, cái này thẻ phòng mình là mình phải có thẻ phòng mình mới lên. Nên riêng cái thang máy này chỉ có khách phòng của mình mới lên được thôi. Rồi, đúng rồi. Tại vì mẹ chị, nhà chị cũng ở đây mấy lần rồi. Mà nhớ là lúc đó là có buffet buổi tối nữa. Nhưng mà giờ thay đổi không dạ, có hả em? Giờ tiền của đó với đó là tụi em có. Rồi, tháng tới đi vô mời em. Cảm ơn em gái. Ở tầng 38 á, cũng đẹp, cũng cao á. Tại vì cao nhất mình là 39 rồi. Ờ. Cao, view nhất, cao nhất là 39. Mình ở 38 luôn á. Là cao chót vót ở trên luôn. À, em phải bỏ cái thẻ phòng vô mới được. Đúng rồi, như là hai bác nhớ giúp em, giúp con là đi đâu cũng phải cầm thẻ theo nha mới lên được, chứ không là còn không thì cứ ghé hoài rồi con đưa thẻ mới. Mà tụi em đi đây quen nhưng mà vẫn cảm thấy ụt tay vậy á. Ừ. Nó đi lên cao mà đi nhanh lắm. Ừ, ba đi ra mà coi như là mình ù không ù tay ha. À đúng rồi mẹ. Em thấy nói này khu vực lao nè, hồi đó mẹ vô đây nè, thấy không? Ừ. Rồi. Phòng đẹp dễ sợ các bạn. Ở dưới khu tụi em tầng 6 á, tụi em buổi chiều tụi em cũng sẽ có afternoon tea. Ừ. Nhưng mà cái đó thì mình sẽ phải trả phí. Ừ. Trả chiều đúng không em? Ừ. Thì từ 2 giờ. Thường cái gói đó là bao nhiêu tiền em ha? Dạ 688 cộng cộng. À 688 cộng cộng cho một người. Phòng 26 với lại 25 ở bên dưới. Ok, hai phòng, phòng 25 với phòng 26. Em mở trước một phòng cho mình. Rồi. Rồi, mời các bạn thôi nha. Em xin phép vô phòng mình hướng dẫn xíu. Rồi, em cứ hướng dẫn thoải mái. Ờ. Rồi, chìa khóa trước cho hai người nấu. Rồi. Phí hết nha chị. Đồ ăn nước uống trong này là miễn phí. Cái này cũng vậy. Rồi, bà để đây đi chút nữa từ từ. À, tụi em sẽ review cái này mỗi ngày một lần. Ừ. Dạ, miễn phí hết luôn. Rồi, bia nước ngọt là miễn phí hết. Toàn bộ khu vực trên này là miễn phí hết. Rồi. Ok, rồi. Ừ. Rồi. 3825 nè. Rồi. Đây. Dùng gửi chìa khóa và cái này là rồi, đúng rồi. Mình đâu có cần gắn vô hả em? Dạ không. Thường cái phòng hay gắn vô mà này khỏi đúng không? Ồ. À cái này hướng này thì nữa hướng bên này. Hồi nãy cái phòng bên kia thì hướng bên này. Em vượt qua. Đó. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Hết sảy. Ăn tiền cái chỗ này nè. Trực diện luôn á. Quá xuất sắc. Quá xuất sắc, bởi vì đặt trước có khác nha. Sao nghe em gái nói chuyện dễ thương dễ sợ luôn. Sao ảo tuyệt vời. Tối nay cái điện thoại nó hết ghi chắc luôn nè. Ừ. Tòa nhà cũng hết cũng... số được mà Nguyễn Huệ luôn nè. Dạ đúng rồi. Trời đứng đây ê chân thiệt á. Đẹp lắm mẹ ơi. Đẹp mẹ lắm. Đúng vậy. Nhưng mà cái này cái giường nằm bên này. Cái giường nằm mẹ cái giường bên kia. Trời đến đi nãy mà chị còn ù tai luôn á. Ừ. Cái tòa nhà mình với lại Bisco là hai tòa duy nhất ở Sài Gòn là có bãi đáp trực thăng. Ừ. Mình ở trên tầng 41. Ủa mình cũng có luôn. Dạ, mình cũng có bãi đáp trực thăng luôn. Dạ đúng rồi. Ồ. 41 với lại của mình đó là cái cô hai tòa duy nhất ở Sài Gòn có. Wow. Các bạn nghe mẹ Ngọc nói gì không? Đi khách sạn này ở rồi, không ở khách sạn nào. Hôm bữa thật sự ra năm ngoái Ngọc về á là Ngọc đã ở 7 cái khách sạn. Mà mẹ Ngọc nói là mẹ Ngọc đi mấy cái khách sạn đó đó thì cũng được. Có cái Ngọc thích, có cái gì mẹ thấy cũng được, nhưng mà mẹ lại thích ở khách sạn ở đây. Mày mấy món mẹ muốn ở đây dễ lắm, mẹ bỏ thêm chân hùng vô đây là mẹ ở được liền cái gì. Mẹ bán ở chân hùng vô đây mẹ ở. Đẹp quá trời. Không, mà Ngọc thấy trong đây nó vô nó có cái mùi thơm gì mà ngoại thích lắm nè. Quyến rũ, mùi thơm quyến rũ các bạn. Cái mùi đặc trưng của đây. Đúng không? Giảm xuống. Mùi thơm quyến rũ. Ai. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng mình khám phá thêm nha. Nãy có em đó chỉ rồi, khám phá nha. Đây. Này là uống trà, cà phê, có ấm trà nữa nè các bạn. Đây, đây là có cái đồ để mình đi lấy nước đá nè. Có bình đun sôi nè, pha cà phê nè.
Ở đây tất cả cà phê, trà gì uống thoải cái này mái. Cái này là gì? Sữa. Cà phê nén, cà phê. Cà phê. Bỏ vô cái cục máy này. Lựa tay đi nãy mà nó ù kinh khủng. Này các bạn, Ngọc em gái đi rồi Ngọc review lại cái này nha các bạn. Wow. Cho mình được một cái cây kẹo nè. Kẹo này là kẹo kẹo đời nào Ngọc ăn mấy cái này đâu. Sô cô la có bia. Trời ơi, cho sao cho nhiều dữ vậy trời? Uống sao hết? Có gì? Sô cô la. Cái này là gì Úc? Nước ép. Dứa. Ồ cái này ngon nè. Cam kìa. Ngọc thử em. Cam dứa rồi. Lạnh lắm. Lạnh. Ừ, thử không ngoài? Không. Này cam nè, ngoài thử không? Ngọc thử đi. Còn nước cam mình từ từ uống đi. Này, mời thử luôn. Nhậu luôn 100%. Ngon Út. Có soda cho bạn. Cam, ngon. Thử đi, đưa Út. Cái này dứa. Chút nữa Út uống, bỏ tủ lạnh. Pepsi. Trời, nước uống thoải mái luôn. Cái này là gì Phương? Soda hả? Soda cho ba thích nè. Còn cái khủng nhỏ nhỏ này. Này là gì vậy? Sữa, để mình pha cà phê. À sữa, cà phê sữa ngoại. Bỏ cục. Rồi. À quên. Ôi thấy các bạn thấy không, khách sạn 5 sao ở Việt Nam sướng không? Đồ ăn uống thoải mái luôn, free. Free hết. Ồ có bánh snack nữa nè mẹ. Hình như nãy nói là đồ khô. Quý khu vực này nè. Cái này là walnut. Còn cái này là gì? Mơ khô. Kẹo. Này là kẹo, kẹo ho đó, kẹo ngậm ho đó. Ở dưới này là gì? Không có gì hết, hộp không. Rồi đi tiếp nha, đây là có cái giường đúng không? Ô, cái giường các bạn thấy cái giường đẹp không? Quá xa đẹp luôn. Hả? Giường. Có chứ mẹ, có. Ở bên này có dĩa trái cây nữa nè các bạn. Wow, cho hồng, cho một trái thanh long, có dao sắc luôn nha. Nè. Hồng. Đẹp quá trời. Hồng treo gió. Ở đây có cái bàn làm việc nữa nè ngoại. Ngoại. Chữ ký, nhờ ký. I know, đứng đó sợ, đi vô nhà tắm đi. Dạ, yeah, chút nữa. Chút nữa ngoại, đi vô nhà tắm coi nè. Để quần áo. Mỗi chỗ có một cây dù, hồi nãy cái em đó nói là biết trời mưa xài dù. Tại vì trời Việt Nam bây giờ đang mưa. Có đôi dép nè. Nhép mang trong đây. Bé học mang. Có bàn ủi luôn nha. Để đồ ở đây. Ở bên mình có hai cái áo để mà hồi nữa đi bơi bận vô. À, nặng ghê. Tủ sắt nè. Em đây là gì? Mấy cái tủ đựng à. Mấy cái đồ để pad đi. Để pad nè. Cái gì? Không gì hết. Đi vô đây tiếp đi. Đây các bạn ơi. Đây là có hai cái sinh nha. Rửa tay. Trời đẹp quá trời đẹp luôn. Cái gương trang điểm nè. Gương trang điểm. Có ba con gấu ở trong cái gương. Yeah. Ba con gấu bận ba bộ đồ giống nhau. Đẹp quá trời luôn các bạn ơi. Cái này có những cái sản phẩm xài gì nè. Rửa tay. Rồi xà bông. Ôi ôi nè. Các bạn thấy không? Ở Việt Nam á, tất cả đồ đều có sẵn hết trơn. Wow. Có nước nữa nè. Thêm hai chai nước nữa. Khăn máy sấy, thùng rác, cái cân, ngồi trong bồn ngâm, tối nay ngâm nha bồ. Ok bồ. Đó, có tivi ở đây luôn, nếu mà mình có thể mình ngâm bồn mình thấy tivi luôn. Tấm đó, em Ngọc có nguyên cái gương này tha hồ sửa soạn luôn, đã chưa? Đẹp á. Ừ. Đây bây giờ Ngọc sẽ ở đây có cái toilet nè các bạn. À, toilet. Bên này vệ sinh, nhà vệ sinh hơi rất là đẹp. Tắm. Bên này là gì nữa? Tắm. À tắm. Một bên tắm, một bên vệ sinh. Út bỏ ra em hai cục. Wow. Có cái chỗ ngồi nữa nè. Phê phê ha, đại ca chắc khoái nè. Wow. Đẹp quá không? Quá đẹp luôn, Ngọc thích nhất là cái giò sen ở trên đó. Trời cái đá đẹp quá. Đá đẹp ha. Ừ. Cái đá đẹp dễ sợ luôn á. Ừ. Đá đẹp ha. Ừ. Quá đẹp luôn. Ừ. Đây, đây có cái nguyên cái gương bự. Ngọc ở hai phòng nha các bạn. 3825 và 3826. Đây cái view các bạn. Đó, cái view. Đẹp quá. Hai mấy con đi đi bơi các bạn. Đi hướng bên này. Thơm quá.
cái này là giống như là cái đường để đi lên khách sạn, còn cái thang máy là đi xuống dưới. Thì hồ bơi là ở ngoài lầu 6, thì giờ mình đi xuống dưới, cầu thang này thì đi lên đó Úc. Lên. Đi xuống lên. Trong. Đây nè, bên đây, bên đây, bên đây. Học có vô đây rồi cái này, nhưng mà học vô đây học đi ăn thôi. Còn mẹ học với em học có vô đây ở rồi. Hứa hẹn năm nay về. Giờ này mấy giờ, như tốn giờ chiều đó. À 2 giờ bắt đầu có giờ chiều á. 3 giờ rồi. Sáng mình ăn buffet ở dưới này nha. Cảm ơn cô. Thank you. Oh. Thơm thế nhỉ? Thích chỗ nào phải thơm. À. À không có. Đây là nóng nè, xong hơi khô nè. Thôi nước rồi nè. Vậy thôi chứ không nữa. Toilet. Toilet vệ sinh. Đây này là bên đây là tủ clock. Quần áo khi mà mình riêng tư các bạn ha. Ok, rồi chào các bạn cái đi. Mình đi vô xong hơi nha, tí xíu nữa mình sẽ ra hồ bơi. Relax chút xíu rồi mình ra hồ bơi quay cho các bạn. Bye. Xem. À có gì quên tên à? Chống nắng hả? Kem chống nắng. Ok. Chống nắng ở đây mình có thể xài mũi chị kìa. Xịt mũi rồi chống nắng luôn. Mắt kiến không kìa. Có mắt kiến nữa nè. Đó. Đây. Chấm. Không. Ghế tròn đi. Ghế tròn ngay chính giữa kìa. Không. Ủa đi bơi còn sợ nắng. Đi bơi mà sợ nắng thấy gì sai sai ta. Ở bên kia thích hơn kìa. Ồ, bên kia thích hơn á. Nè, đây có, đây có 3 hồ luôn nè mẹ. Nhiều lắm mẹ thấy không? Không phải. Cái hồ kia mình ở bên caravan là nó nằm ở trong cái phòng ở trong. Còn này nó nằm ở ngoài, nó không có nằm ở trong. Nhưng mà ở trong nó relax hơn này. Giống như là ở trong thì nó private hơn. Còn ở ngoài thì giống như mình, như cái mình mấy mẹ con mình chơi người ta nhìn thấy. Ừ. Còn ở trong nó riêng tư hơn. Mẹ vô nó mới xuống. Thử đi, hai mẹ con thử đi. Mami thử đạn đi mami. Nóng không? Không có sâu đâu các bạn. Ok lắm, không có sâu. Học bơi hồi học sẽ bơi cái gì? Bơi thử quanh kia rồi. Ấm dữ bò. Hai thử xuống nghe nhạc coi có nghe nhạc không? Đập chút từ từ nó đang lạnh bồ ơi. Con có sâu không đã? Ồ tới đây à. Tới ngực hả? Ồ quá đã luôn. Ồ có tới đây ngọc thôi các bạn. Có tới đây hả? Không có bơi phải không? Có ba má con bơi luôn á. Ba hết sợ thiệt chứ. Bơi. Nè coi mẹ nè. Mẹ bơi tới đụng tên kia luôn đi má mày. Mày nói mẹ làm không chụp hình. Không có nhạc ở dưới đây nè các bạn. Có nhạc. Relax. Đừng có chùi con mắt. Má mi chùa hồi nó bị cay mắt. Má mi ngọc bơi hay chút xíu. Má mi bơi sải phải không? Bên kia thấp hơn.
Ngọc ơi, thì cả nhà Ngọc ơi bao hết rồi các bạn. Cái bằng nhân viên Ngọc ơi hãy. Ok các bạn ơi, thì Ngọc cũng xin kết thúc cái video tại đây nha. Hẹn các bạn.